Em thân mến, trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em một cái dạng bài tập về viết phương trình đường thẳng. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ viết cái phương trình đường thẳng đi qua cái điểm M cho trước, tọa độ cho trước và chắn trên hai cái trục tọa độ hai đoạn thẳng bằng nhau. Đấy. Thế thì ở đây thầy sẽ vẽ hình để cho các em hình dung ra một chút trước khi mà chúng ta bắt tay vào xử lý cái bài tập này. Chúng ta có cái hệ trục tọa độ này. Chúng ta có một cái điểm M trước này. Nhiệm vụ của chúng ta là viết phương trình đường thẳng này đi qua điểm M và chắn trên hai trục độ cái đoạn thẳng nhau. Và cắt trục tọa độ tại A này. B. Chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn thẳng bằng nhau nghĩa là hai cái đoạn thẳng OA và OB này. Thế thì thường thường khi mà viết phương trình đường thẳng thì các em sẽ phải tìm hai yếu tố đúng không? Một là điểm đi qua, thì trong trường hợp này chúng ta có điểm đi qua rồi. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần tìm ấy, đó là một cái vectơ pháp hoặc là một cái vectơ chỉ phương của đường thẳng. Thế thì thường thường là viết như vậy. Nhưng ngoài các cái dạng mà phương trình tổng quát và phương trình tham số ra thì chúng ta còn có cái phương trình đoạn chắn. Và trong trường hợp này thì ta nên sử dụng cái phương trình chắn thì có cái yếu tố là chắn hai trục tọa độ hoặc là cắt tọa độ. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ khai thác bằng cách là gọi cái tọa độ giao điểm, gọi tọa độ giao điểm của đường thẳng với trục OX OY lần lượt là điểm A có tọa độ A0, điểm B có tọa độ là 0B. Và đương nhiên chúng ta phải có cái điều kiện ở đây đó là A, B đều phải 0 vì nó chắn trên hai đoạn thẳng. Tiếp theo thì chúng ta nhớ lại cái phương trình đoạn chắn của cái đường thẳng. Phương trình đoạn chắn của đường thẳng AB. Trong cái trường hợp này, nó sẽ có dạng là x trên a cộng với y trên b bằng 1. Ta sẽ đánh dấu cái phương trình này vào khung lại vì chúng ta sẽ sử dụng cái phương trình này liên tục. Sau khi chúng ta có được phương trình đoạn chắn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khai thác hai cái giả thiết từ bài toán. Giả thiết thứ nhất đó là đi qua điểm có tọa độ. Giả thiết thứ hai là chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn thẳng bằng. Thì chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn thẳng bằng nhau nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ phải có là OA ở đây sẽ phải bằng với OB. OA bằng OB. Nếu như bạn nào còn nhớ cái công thức tính cái khoảng cách giữa hai điểm khi biết tọa độ thì chúng ta sẽ tính được ngay, ví dụ như là OA chẳng hạn đúng không? Chúng ta có được nó chính là bằng căn bậc 2 của A trừ đi 0 tất cả bình cộng với lại 0 trừ 0 tất cả bình đúng không? Nên chúng ta làm chậm thì nhắc lại cái công thức và chúng ta có thể biết ngay được nó chính là bằng căn bậc 2 của A bình cộng bình giá trị tuyệt đối của A. Đấy. Thế thì ở đây thì nhiều bạn hay nhầm lẫn rằng là cái giá trị hoành độ của cái điểm A này thì chính là bằng độ dài. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này thì thầy đang vẽ ở trên cái phần dương thì có thể nói là nó trùng như vậy. Nhưng trong trường hợp mà điểm A nằm ở phần âm hay nói cách khác là hoành độ của A âm chẳng hạn thì nó lại không có được cái điều đó. Nên chúng ta luôn luôn phải nhớ là độ dài của đoạn OA chính là bằng giá trị tuyệt đối của A chứ không phải bằng A.
và độ dài của đoạn OB thì bằng giá trị tuyệt đối của B chứ không phải bằng. Đấy. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có được hai trường hợp, đó là A bằng B hoặc là A bằng B. Trong khai thác chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây để chúng ta chuyển sang cái giả thiết thứ hai. Thế thì cái giả thiết này sẽ là cái chung cho toàn bộ các cái phần này, vì các cái phần này chỉ thay đổi mỗi cái tọa độ của điểm M thôi. Đấy, thì các em có thể thay đổi để xử lý. Thế thì với cái tọa độ điểm M thì chúng ta có là M có tọa độ âm 40 trong trường hợp này chẳng hạn, nó thuộc đường thẳng. Thuộc đường thẳng. Tức là gì ạ? Tức là ở đây chúng ta phải có tọa độ của điểm M khi chúng ta thay vào phương trình đường thẳng, tức là âm 4 trên A này, cộng với lại 10 trên B phải bằng 1. Hay nói cách khác là các em quy đồng mẫu lên thì các em sẽ được là âm 4B cộng với lại 10A bằng x. Thì đến đây, cái phương trình này, phương trình 1. Và chúng ta lần lượt xét các cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp A bằng trừ B ở đấy ạ, đúng không? A bằng B hoặc A bằng trừ B đấy, thì sẽ A bằng B trước. A bằng B chúng ta thay vào 1. Thay vào 1, ta sẽ có được âm 4 trên A. Đối các bạn, chúng ta sẽ thay vào 1 đây. Âm 4 A bằng B nên là nó âm 4A cộng với lại 10A thì bằng A bình phương. Vậy từ đây chúng ta có được là A bình phương trừ đi 6A sẽ bằng 0. Hay nói cách khác là chúng ta tìm được là A bằng 0 hoặc là A bằng 6. Tuy nhiên giá trị A bằng 0 sẽ bị loại. Chỉ còn lại duy nhất giá trị A bằng 6. Và từ A bằng 6 chúng ta tính được B bằng 6 thì A bằng B. Như vậy trong trường hợp này chúng ta tìm được cái phương trình đường thẳng. Phương trình đường thẳng của mình sẽ là x trên 6 cộng y trên 6. Hay nói cách khác, chúng ta tìm được phương trình đường thẳng x cộng y bằng 6. Đây là cái phương trình thứ nhất. Tiếp theo ta xét cái trường hợp thứ hai. A bằng âm B. A bằng âm B. A bằng âm B chúng ta cũng thay vào phương trình 1. Ở đây thì thầy sẽ thay cái B thì bằng âm A. B bằng âm A, như vậy ta có là âm 4 này nhân với trừ A này, đúng không? Cộng với lại 10A này bằng lại A nhân với lại trừ A này. Đấy. Khi đó chúng ta có được là cái vế bên đây là 14A, bên đây là trừ A bình. Dễ dàng chúng ta chuyển vế đổi dấu, ta có được A bình cộng 14A. Đây thì chúng ta có được hai cái giá trị của A, A bằng 0 hoặc A bằng trừ 14. A bằng 0 thì sẽ loại. Như vậy chúng ta chỉ còn A bằng trừ 14 thì suy ra B sẽ bằng 14. Vậy khi đó chúng ta có được cái phương trình đường thẳng cần tìm. Phương trình đường thẳng trong trường hợp này. X chia cho 4 âm 14 đúng không? Cộng với là y chia cho 14 bằng 1. Quy đồng mẫu lên chúng ta có được là trừ x cộng với là y bằng, đây chính là cái phương trình thứ hai mà bạn yêu cầu của đề. Như vậy chúng ta tìm được hai cái đường thẳng mà đi qua điểm M chắn trên hai trục tọa độ hai cái đoạn thẳng bằng nhau. Thế thì ở đây các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là trong trường hợp hình vẽ này, đúng không ạ? Thầy mới vẽ một đường, vậy cái đường thứ hai nó sẽ nằm như thế nào? Đâu? Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái đường thứ hai nó sẽ, thầy sẽ minh họa. Và trong trường hợp này
chắn trên hai trục tọa độ hai cái đoạn thẳng OA phẩy và OB phẩy, OA phẩy trong bằng với OB phẩy. Như vậy là với cái cách làm này thì các cái phần còn lại các em có thể tự thực hành để cho nó nhuần nhuyễn cái phương pháp. Và đây chỉ khác biệt duy nhất ở cái chỗ đó là cái việc mà chúng ta thay cái tọa độ điểm M, cái tọa độ điểm M thôi trong các cái phần BCD này. Và với cái cách làm này thì chúng ta sẽ tìm ra được một cách nhanh chóng, thay vì việc là chúng ta sẽ phải tìm cái vectơ chỉ phương hoặc là phương pháp. Vậy cái phương trình đoạn chắn có một ý nghĩa rất là quan trọng, chúng ta có thể giảm bớt được các bước làm, đúng không? Thực tế là đây cũng chính là đi tìm vectơ pháp, vectơ chỉ phương thôi, nhưng mà chúng ta rút bớt được các công đoạn làm đi. Thì các em có thể xem thêm các video lý thuyết mà thầy đã đưa lên trên kênh YouTube trong cái phần danh sách các cái bài giảng về toán lớp 10. Video này thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn em trong các video tiếp theo. Video tiếp theo thì thầy sẽ nói về cũng biết phương trình đường thẳng đi qua điểm nó cắt hai trục tọa độ và nó tạo thành một cái tam giác có một cái diện tích cho trước. Quý đón xem. Đừng quên like và chia sẻ video nếu các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tiếp theo.